Chào các bạn, khi chúng ta sử dụng Internet hàng ngày thì khi mà duyệt web thì chúng ta thường hay sử dụng cái favorite, đó là cái dấu sao này hoặc là cái bookmark để chúng ta lưu lại những cái trang web, những cái địa chỉ mà chúng ta ưa thích. Ví dụ thì mình có lưu một số cái favorite ở đây để mình có thể truy cập nhanh vào cái đường link khi mình muốn xem lại những cái trang web đó. Thì sau một cái thời gian sử dụng thì trình duyệt nó sẽ có gặp vấn đề là nó sẽ bị chậm hoặc là bị lỗi gì đó. Như cái trình duyệt cốc cốc mà mình đang sử dụng đây thì nó có dấu hiệu chậm và bị lỗi. Như thế thì mình muốn cài lại cái cốc cốc này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cài lại thì những cái bookmark này, những cái favorite này nó sẽ mất hết. Như thế thì chúng ta lại phải mất công tìm và add nó lại vào cái trình duyệt cốc cốc, thì việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu lại những cái bookmark này để sau khi chúng ta gỡ cái trình duyệt cốc cốc này ra thì chúng ta add nó vào. Thì nếu mà chúng ta đang xài một cái trình duyệt khác thì chúng ta cũng có thể chuyển những cái bookmark này sang những cái trình duyệt khác, ví dụ như là Chrome hoặc là cái Firefox hoặc là một số cái trình duyệt khác. Thì để làm được điều đó thì đầu tiên nếu các bạn xài cái Chrome thì bạn có thể là vào vào đây. Sau đó chúng ta sẽ vào cái dấu trang và vào nhập dấu trang và cài đặt ở đây. Thì chúng ta có thể nhập những cái bookmark trực tiếp từ những cái trình duyệt khác vào. Ví dụ như là Microsoft Internet Explorer hay là cái Firefox. Hoặc có một cái cách khác nữa là chúng ta sẽ nhập bằng cái tệp HTML nó chứa cái dấu trang. Thì có thể chúng ta nhập trực tiếp hoặc chúng ta phải xuất ra cái file này để mà nhập vào. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xuất ra cái file này để mà nhập vào. Thì đối với Cốc Cốc và Chrome thì nó không cho nhập trực tiếp. Ở đây mình sẽ không thấy cái khi mình sổ xuống thì mình sẽ không thấy, mà nó chỉ cho nhập trực tiếp từ Internet Explorer và cái Firefox mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất ra file. Rồi khi mình mở cái trình duyệt Cốc Cốc lên thì các bạn nhấp vào cái chữ Cốc Cốc này, nhấp trái. Chúng ta nhấp trái vào chữ Cốc Cốc, rồi đến dấu trang và đến trình quản lý dấu trang. Chúng ta lưu ý ha, chúng ta chọn trình quản lý dấu trang chứ không phải là chọn nhập dấu trang mà cài đặt. Chúng ta sẽ chọn cái này, trình quản lý dấu trang. Rồi ở cái trình quản lý dấu trang này thì các bạn vào cái phần tổ chức đây, tổ chức đây, chúng ta sẽ nhập vào đây và nó sẽ cho chúng ta nhập hoặc là xuất sang tệp HTML. Thì ở đây cái mục đích của mình là muốn xuất ra cái tệp này để mình có thể add vào cái trình duyệt khác, hoặc là khi mình gỡ cốc cốc này ra mình cài đặt cái trình duyệt mới thì mình sẽ add lại cái tập tin này vào cái cốc cốc. Thì bây giờ mình sẽ xuất ra. Ở đây thì nó sẽ cho mình đặt lại tên và chọn lại đường dẫn. Thì để chắc chắn thì chúng ta nên lưu lại vào trong ổ D hoặc là E để tránh trường hợp mà Win bị lỗi thì nó sẽ mất luôn cái file này. Ở đây mình sẽ lưu vào ổ E. Rồi mình sẽ đặt mình có thể để cái tên mặc định như thế này và nó sẽ mặc định cho mình luôn cái ngày lưu là cái ngày 22 tháng 5, là cái ngày hôm nay đã là cái ngày 22 tháng 5. Rồi chúng ta chọn save. Rồi như vậy là chúng ta đã save được. Bây giờ chúng ta sẽ add cái bookmark này qua cái trình duyệt Chrome. Ở đây mình sẽ thu nhỏ nó xuống, mình sẽ bật cái Chrome lên. Rồi bây giờ mình sẽ add cái favorite từ cốc cốc sang Chrome. Mình sẽ nhấp vào đây. Ở cái dấu ba chấm này thì chúng ta nhấp trái vào.
Rồi chúng ta đến phần dấu trang và đến phần nhập dấu trang và cài đặt. Rồi tại cái cửa sổ này thì chúng ta nhấp vào cái mũi tên này, sổ xuống và chúng ta chọn là tệp HTML chứa dấu trang. Sau đó chúng ta nhấp chọn vào chọn tệp. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm đến cái đường dẫn mà chúng ta vừa lưu cái file hồi nãy. Thì lúc nãy mình lưu vào ổ A, thì bây giờ mình sẽ vào ổ A để mà tìm lại. Ở đây thì chúng ta thấy là có một cái bookmark ngày 22 tháng 5, đó là cái tệp mà mình vừa lưu vừa rồi, thì chúng ta chọn nhấp chọn và chọn open. Rồi như vậy trình duyệt đã báo chúng ta là chúng ta đã nhập dấu trang và cài đặt thành công. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào hoàn tất. Thì các bạn để ý là tất cả những cái bookmark mà bên trình duyệt Cốc Cốc thì hiện nay đã được chuyển sang trình duyệt Chrome. Các bạn thấy ha, đây là những cái mà mình đã lưu bên cái Cốc Cốc. Thì mình sẽ mở qua Cốc Cốc để kiểm tra lại. Đây là những cái mà mình đã lưu là đều hiện ra đầy đủ ở đây và nó đã được chuyển toàn bộ sang Chrome. Vậy thì bây giờ mình có thể gỡ cái trình duyệt Cốc Cốc này để cài lại, vì nó hiện nay nó đang bị chậm và bị lỗi. Mình lót cái video lên YouTube nó hầu như là nó không lót được, do đó mình sẽ tiến hành gỡ. Thì để gỡ cài đặt đối với một cái phần mềm thì nó rất là đơn giản, chắc hẳn các bạn đã biết hết rồi ha. Chúng ta sẽ có thể vào cái control panel mặc định, hoặc là chúng ta sẽ cài thêm những cái phần mềm để nó giúp chúng ta gỡ nhanh hơn. Rồi chúng ta chỉ việc chọn cái Cốc Cốc và nhấp đúp vào những nét. Khi gỡ bỏ thì nó sẽ hỏi mình này, nó hỏi mình có muốn xóa dữ liệu web của mình hay không. Thì nếu mình muốn giữ lại thì mình nên mình không tích vào cái này. Và nó hỏi mình là thay đổi trình duyệt mặc định thành cái nào. Thì ở đây thì nó tự chọn cho mình là cái Google Chrome luôn. Thì ở đây mình sẽ gỡ cài đặt. Chúng ta chờ 1-2 phút thì nó sẽ gỡ xong. Đây là một thủ tục rất nhỏ nhưng mà nó rất là cần thiết cho chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái số lượng trang web mà chúng ta lưu nhiều, thì nếu chúng ta không biết mà chúng ta trước khi mà chúng ta gỡ mà chúng ta không lưu lại những cái địa chỉ này, thì sau này bắt buộc chúng ta phải dò tìm lại từng cái trang web mà chúng ta hay vào hay lưu để mà chúng ta add nó lại vào cái bookmark. Như thế thì nó sẽ mất thời gian. Do đó mà các bạn lưu ý là trước khi gỡ cái trình duyệt của mình thì nên lưu lại cái địa chỉ bookmark này, để mà sau này mình chỉ cần một cái thao tác rất đơn giản, chỉ mất 2-3 giây thôi là chúng ta đã có lại được cái danh sách bookmark mà mình hằng yêu thích. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chụp màn hình vi tính một cách đơn giản nhất. Ở đây mình có hai cách để mà thực hiện. Một là chúng ta sẽ dùng những cái phím mặc định trên cái bàn phím, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng phần mềm. Nếu các bạn thấy video này hữu ích hay, có thể like, share để ủng hộ kênh. Cảm ơn và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một cái hướng dẫn khác.